Chào mọi người, mình là Long đây. Trong clip này mình cùng mọi người sửa một chiếc đây là ba chiếc đèn dự phòng. Ở đây mình có ba chiếc đèn dự phòng. Cái này đèn này thường hay lắp ở cầu thang, ở những cái nơi mà thoát hiểm. Nó sẽ có tác dụng là sáng khi mà chúng ta mất điện, và khi có điện thì nó không sáng nhé, nó sẽ tự sạc cho cái bình của nó. Mình sẽ mở một cái ra. Đèn này là mới tinh, chưa sử dụng luôn. Nhưng mà cái hệ thống ắc quy của nó đã bắt đầu bị hỏng rồi, cho nên không có khả năng tích điện nữa. Đây các bạn thấy cái đèn này. Ở phía trước thì nó sẽ có một cái dàn đèn LED đây. Ở đây chúng ta có sẽ có rắc cắm để sạc điện cho nó. Cắm đặt thẳng vào điện 220. Công tắc sáng số 1 và số 2, tức là cái mức độ sáng của nó. Đây là đèn báo sạc. Hết rồi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nút giật. Nút giật này để chúng ta bật on off cái đèn lên. Đó. Và chúng ta bấm nó từ những này. Tức là chúng ta sẽ cắm điện liên tục và máy sẽ luôn tục được sạc. Khi mà mất điện thì tự động đèn bật lên. Để thay pin cho em này thì mình sẽ sử dụng một chiếc pin laptop. Những máy pin laptop cũ của chúng ta đó, thì cái máy nó hỏng rồi thì mình sẽ lấy cái pin ra như thế này. Dung lượng pin của nó rất là lớn, mỗi viên pin tới 1000 mấy nghìn ampere giờ nữa, cho nên nó rất là thoải mái khi xài vào bên như thế này. Chúng ta có thể quan sát ở đây nó sẽ có mạch điện này, vừa là mạch sạc vừa là mạch điều tiết luôn cho cái bóng led hoạt động. Ở đây chúng ta sẽ có ba bình ắc quy khô. Mỗi ắc quy là có hiệu điện thế là 4V. Mình sẽ tiến hành thay pin cho ba cái viên này. Đây là cái pin laptop của chúng ta. Cảm biến nhiệt độ, bảo vệ pin khi quá nhiệt. Ở đây chúng ta là có 6 cục, tức là chế được 3 bộ, 2 bộ. Một cell tiêu chuẩn pin của nó là 3,7V đến 4,2V. Vẫn đang còn sống các bạn. Mình cần 3 cell thôi. Vẫn còn sống các bạn. Thế là mình sẽ lấy 3 cell này để chế cho cái đèn của chúng ta. Mình sẽ sắp xếp ba viên pin nó nằm như thế này.
xong rồi này. Đầu A dương nối với đầu âm, dương nối với đầu âm và dương nối với đây. Rồi. Hiểu như thế, bây giờ nó chỉ đạt khoảng 8,5V thôi. Cho nên mình sẽ đi tiến hành đi sạc em nó. Sau khi đã sạc xong, mình sẽ tiến hành đo. Hiểu như thế nó lên 12V này các bạn. Mình tận dụng luôn cái miếng cắt tông này để chèn vào những cái pin pin cho nó khỏi sọc sạch. Với cái làm trên mình đã tiến hành thay thế viên pin chỉ có 400 mAh thành có khả năng thắp sáng ở mức mạnh nhất chỉ 1 tiếng thành viên pin lithium laptop dung lượng gấp 4 lần so với những viên pin này và sáng rất là bền. Bây giờ là sạc dự phòng để khi các bạn bật này đấy là nó sáng, nhưng khi cấp điện cho nó thì nó tự động tắt và chuyển qua đến chế độ sạc. Và mình sẽ dùng một cái này vào nhiều mục đích khác nhau, không phải dùng làm đèn dự phòng nha các bạn. Trên đây là clip chia sẻ của mình cách thay pin cho những chiếc đèn sạc giúp chúng sử dụng bền hơn, lâu hơn, và điều quan trọng là không phải vứt bỏ đi, tận dụng những đồ mà có sẵn trong gia đình của chúng ta. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy clip hay, hãy cho mình một like và cho mình một subscribe nhé. Bye bye.